Chào anh em nha. Nay em tiếp tục kiểm tra máy ghép khoan lúa. Đây là hai ớt nó bị mòn, em đã đắp ghép. Đây là khoan bu bu, khoan lúa cho chắc mình mới kiểm tra quạt, mình mới kiểm tra đạn xong. Đây là quạt số HT dây nhiệt, dây Google nói. Sài Gòn Gin. Đây là con máy 820 đi. Hàm nối 2m4. Bơm dầu nghe anh em. Mới mua để bữa nào có hôm nào clip em test cái bơm này cho anh em xem. Bơm thôi cũng cao. Mặt đất lên cũng cỡ 2-3m thì là bơm bình thường. Để nào em câu điện được. Con này cũng xài gần Gin, nó Gin. Động cơ dân ma 82. Chào anh em nha.